Phan Hiển, Thu Hương giúp Dansport Việt Nam đạt cột mốc lịch sử. Xếp hạng 10 chung cuộc tại giải WGSF World Open Latin 2024, Phan Hiển và Đặng Thu Hương là cặp nhảy đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt đẳng cấp 1 sao thế giới. Tại giải WGSF World Open Latin 2024 vừa kết thúc ở Cộng hòa Séc, Thu Hương và Phan Hiển tranh tài cùng 62 cặp vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Bộ đôi vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc, vào tới bán kết và xếp hạng 10 chung cuộc. Với thành tích này, Phan Hiển và Thu Hương leo lên hạng 41 thế giới, thứ hạng cao nhất trong lịch sử của Dansport Việt Nam. Hai người cũng trở thành cặp vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt đẳng cấp 1 sao thế giới, qua đó được miễn thi đấu vòng loại tại những giải đấu lớn. Đây là một giải đấu tuyệt vời, ban tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. WGSF World Open Latin là cuộc thi mà bất cứ cặp nhảy nào cũng mơ ước được đặt chân tới với sự cạnh tranh khốc liệt qua từng vòng. Đặng Thu Hương nói về giải WGSF World Open Latin. Thu Hương cho biết cô và Phan Hiển đã trải qua 5 vòng đấu gắt gao, cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ rất mạnh. Cặp nhảy Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, từ thay đổi về khí hậu, chênh lệch múi giờ, đến thời gian nghỉ rất ngắn giữa các vòng thi, chỉ 15 phút để hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Đồng hành cùng Thu Hương và Phan Hiển ở giải đấu này vẫn là gương mặt quen thuộc, huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thi. Ngoài việc hỗ trợ gà nhà về hậu cần và chuyên môn, Khánh Thi còn được mời làm trọng tài của giải đấu. Đây là cột mốc lịch sử của Dansport Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Hy vọng các thế hệ kế cận sẽ cố gắng không ngừng để Việt Nam sẽ càng có uy tín hơn trên đấu trường quốc tế. Khánh Thi không giấu được niềm tự hào về những gì ông xã Phan Hiển và bạn diễn Thu Hương làm được. Đặng Thu Hương được chính Khánh Thi mời nhảy cặp với Phan Hiển tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022. Dù chưa có nhiều thời gian làm việc chung, hai người gây tiếng vang khi giành 3 huy chương vàng tại giải đấu này ở các nội dung Paso Doble, Jai và 5 Latin Dancer. Trong những năm qua, Phan Hiển, Thu Hương tham dự nhiều giải đấu cấp thế giới và mang về các thành tích cao cho Dansport Việt Nam như vô địch Rising Star Latin, WGSF Grand Slam 2022, quán quân A1 Adult Open, Italy Open Championship 2022, huy chương bạc Hồng Kông Open Latin 5 Dancer 2023, huy chương đồng ASEAN Single Dancer Championship Hồng Kông 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.